Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với chương trình, hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình của chúng ta, đặc biệt là quý vị phụ huynh, lưu giữ thông tin và những giải pháp để đồng hành giúp con em của chúng ta phát triển thật tốt về mặt sức khỏe. Và như thường lệ, xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. Dậy thì sớm ở trẻ, phòng ngừa như thế nào? Trong những năm gần đây, tỷ lệ trẻ dậy thì sớm tăng khá nhanh với những nguyên nhân không rõ ràng, khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang lo lắng. Dậy thì sớm là hiện tượng cơ thể của trẻ bắt đầu thay đổi thành cơ thể của người lớn sớm hơn bình thường. Các dấu hiệu của quá trình dậy thì bắt đầu trước 8 tuổi ở trẻ gái và trước 9 tuổi ở trẻ trai được coi là dậy thì sớm. Các dấu hiệu nhận biết bao gồm: ngực phát triển và bắt đầu có kinh nguyệt ở bé gái, lông mặt và giọng nói trầm hơn ở bé trai, mọc lông nách và lông ở cơ quan sinh dục ở cả bé trai và bé gái, phát triển chiều cao nhanh chóng từ 7 đến 10cm một năm, có thể mọc mụn, có mùi cơ thể. Dậy thì sớm ảnh hưởng đến trẻ như thế nào? Dậy thì sớm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển về tâm lý, sinh lý và thể chất của trẻ về mọi mặt. Hạn chế phát triển chiều cao. Ban đầu dậy thì sớm có thể khiến trẻ cao nhanh hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Tuy nhiên, xương sẽ trưởng thành sớm và dừng phát triển chiều cao. Do đó, đến tuổi trưởng thành, trẻ sẽ mất từ 6 đến 7cm chiều cao so với trẻ dậy thì đúng độ tuổi. Trẻ dậy thì sớm cũng gặp nhiều trở ngại tinh thần như cảm giác tự ti khi khác biệt với trẻ khác, chưa nhận thức đúng dẫn đến khả năng tự bảo vệ và chăm sóc bản thân chưa tốt, nguy cơ bị lạm dụng tình dục và quan hệ tình dục sớm tăng cao. Vậy ngăn ngừa dậy thì sớm ở trẻ như thế nào? Dậy thì sớm là một vấn đề cần phải được quan tâm đúng mức và nghiêm túc. Để hạn chế tác hại của nó ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, cần áp dụng chế độ sống 3 tăng 3 giảm, tăng vui chơi ngoài trời, tăng vận động, tăng cường thời gian ngủ sớm và đủ giấc, giảm thức ăn nhanh, giảm thời gian chơi máy tính, TV, điện thoại, đặc biệt hạn chế tiếp xúc các phim ảnh người lớn, giảm áp lực học tập, duy trì chế độ ăn khoa học đầy đủ 4 nhóm thực phẩm, chất bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, cha mẹ cần quan tâm đến trẻ ở độ tuổi này nhiều hơn, cho trẻ lời giải thích đơn giản, trung thực về những gì đang xảy ra, để không ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm trước 8 tuổi ở bé gái và 9 tuổi ở bé trai, thì cần cho trẻ đến gặp bác sĩ để kịp thời hỗ trợ, điều trị cho trẻ. Các nguy cơ trẻ phải đối mặt khi biếng ăn kéo dài. Theo thống kê trên toàn thế giới, có hơn 50% trẻ từ 1 đến 6 tuổi mắc chứng biếng ăn. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ biếng ăn lên đến 45%. Mặc dù biếng ăn ở trẻ không phải là một căn bệnh, nhưng nếu kéo dài, trẻ có thể sẽ phải đối mặt với một số hậu quả nghiêm trọng như thiếu hụt dinh dưỡng, gây rối loạn tăng trưởng. Trẻ biếng ăn trong 2 năm đầu đời sẽ có nguy cơ nhẹ cân nhiều hơn 3 lần, thậm chí là thua kém từ 6 đến 22% chỉ số cơ thể BMI so với bé ăn uống tốt. Trí não chậm phát triển. Theo nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Ấn Độ đăng trên tạp chí Y khoa Hoa Kỳ năm 1989 đã chỉ ra rằng trẻ có tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng càng nghiêm trọng thì chỉ số IQ càng thấp. Nghiêm trọng hơn, biếng ăn không chỉ ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, học tập trước mắt mà có thể kéo dài đến 5 năm sau. Suy giảm hệ miễn dịch. Số liệu thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia chỉ rõ trẻ ăn không đủ dinh dưỡng có số ngày bị bệnh nhiều hơn 29%, nguy cơ viêm nhiễm đường hô hấp trên nhiều hơn 45%. Ảnh hưởng phát triển chỉ số cảm xúc. Các nhà khoa học tại trường đại học Cambridge Anh đã nhận thấy trẻ biếng ăn kéo dài có chỉ số EQ thấp và có xu hướng thụ động, sống thu mình, khó hòa nhập và thiếu bạn bè. Nhận thấy hậu quả nghiêm trọng của việc biếng ăn, cuốn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh lý dinh dưỡng trẻ em đã đưa ra phác đồ chẩn đoán, phòng và điều trị biếng ăn ở trẻ mới nhất. Theo phác đồ, để xử trí trẻ biếng ăn, bên cạnh chăm sóc dinh dưỡng và tâm lý, cần bổ sung sản phẩm để hỗ trợ phục hồi tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng và cải thiện tình trạng biếng ăn. Đặc biệt, siro ăn ngon 3 tác động được đề cập trong phác đồ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi với các thành phần thảo dược giúp hỗ trợ trẻ ăn ngon, tăng cường tiêu hóa, bồi bổ cơ thể trẻ sau bệnh như hạt cỏ kari, ngọn centauri và rễ cây long đẫm vàng. Kính thưa quý vị, theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, có đến 20% trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và hơn 29% trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, mà nguyên nhân chính là do biếng ăn.
Để biến ăn không trở thành vòng xoắn lặp đi lặp lại, các chuyên gia nhi khoa đã khuyến cáo không nên để kéo dài quá 7 ngày. Nếu kéo dài, biến ăn có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng chiều cao, cân nặng và phát triển trí tuệ của các bé. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh tuyệt đối không được lơ là và chủ quan để tình trạng biến ăn kéo dài ở trẻ nhỏ. Và để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1. Quốc Bảo xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hoàng Thị Thanh Thủy và cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã cùng góp mặt trong chương trình của chúng ta. Xin chào MC Quốc Bảo, xin chào khán giả xem truyền hình. Nếu như tất cả quý vị khán giả có bất kỳ thắc mắc gì về cách chăm sóc sức khỏe cho con em mình thì hãy gọi ngay về cho chương trình qua số hotline 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẵn sàng giải đáp cho tất cả quý vị khán giả. Và bên cạnh đó thì Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Quốc Bảo xin được trân trọng kính mời bác sĩ Hoàng Thị Thanh Thủy cùng với tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với tiểu phẩm của ngày hôm nay. Bé Bi, trời ơi, ăn một miếng này con. Bé Bi, trời ơi, đừng có để cho nội chạy, nội mệt, nội tuột máu, nội chết. Mà đứng lại đi con, đứng lại. Bé Bi, đứng lại, đứng. Dạ con xin lỗi má, con kêu con của con đứng chứ phải má. Má cứ đi thoải mái ạ. Dạ. Má tưởng má sống trong quân đội. Dạ dạ con xin lỗi. Má ơi, sao má cứ ép con của con ăn hoài vậy má? Trời ơi con nói gì vậy kỳ cục vậy, ép đi mà ép. Cả tuần nay bé Bi nó biết ăn, không chịu ăn. Tới bữa cơm ăn là bỏ bữa mà đút cho nó một muỗng ăn nào đó hả là nó ngậm lại. Nó ngậm lại nó không chịu nhai, nuốt rồi chạy vòng nè. Là má nó được thôi, đút cơm nó ăn cho nó bỏ cũng chết cái bộ à. Trời ơi con nít nó bỏ ăn mấy bữa có sao đâu. Trời ơi, ủa con làm mẹ nó chỉ mắc cười quá. Con nít mà bỏ ăn ha là quá 7 bữa là đã có chuyện rồi chứ không sao. Rồi giờ để nó không chịu ăn vậy thì sao? Trời ơi thì má cứ bỏ đói nó đi, khi nào nó đói tự động đòi ăn chứ gì đâu. Con giỡn chơi con không biết đó là trẻ em mà cái 3 năm là giai đoạn đầu đời là cái phát triển mạnh mẽ nhất. Mình phải là cho bổ sung cho trẻ đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó mới phát triển mạnh mẽ được chứ. Nói với con ha, chủ quan với con nha. Dạ không, ý con nói là... Ủa, hai má con có chuyện gì mà hình như đang tranh luận nhau gì phải không má? Chuyện có gì nghiêm trọng đâu anh. Con bé Bi nhà mình á, nó mới có biến ăn 7 ngày à. Nó mới có biến ăn 7 ngày à. Mà má lo sốt gió. Má không cần biết nha, trẻ mà biến ăn qua 7 ngày là chắc chắn là ảnh hưởng đến sức khỏe của nó đó. Không có đâu má à. Đúng mà. Để đó cha, để đó cha. Má, con biết là má thương bé Bi. Má lo, cho nên là má sốt ruột. Má mới nói vậy đúng không má? Dạ, nhưng mà thiệt ra con nói này má làm vậy nghiêm túc quá vậy, làm gì trịnh trọng vậy? Đâu, mình nói chuyện với má mà mình phải góp ý nó từ từ cho má hiểu chứ. Người lớn mà em, má sai rồi. Thật đó, từ tốn vậy nè em. Tôi biết ha, vợ chồng bên nhau là cái chuyện thường. Dạ. Mà tôi làm bà nè, tôi thấy con cháu tôi nó bỏ ăn này nè, nó biết ăn nè, tôi xót cho nó, tôi chạy vòng như vậy nè, rồi tôi đứt máu là tôi chết thì mấy người tính sao? Em, hả? Em đó, mà nói tôi sai. Dạ không có má. Tôi sai cái gì? Con nói chưa hết ý, con mới nói có cái vé đầu tiên thôi. À, má là... sai. Còn cái vé sau nữa. Dạ. À. Nhưng mà má cũng có cái đúng. Tức là vậy, nếu như mà má cứ ép con nó ăn hoài vậy á thì cũng không được ha. Bởi vì con nó còn nhỏ mà ép cái kiểu đó cũng không có tốt, mà nó còn sợ nữa, cái tâm lý đó nó cũng nguy hiểm lắm má. Dạ đúng rồi. Em à, em cũng không có đúng đâu. Biết. Tức là khi má ép vậy là má không đúng. Nhưng mà nếu như em mà thờ ơ với con, để con nó biến ăn tới 7 ngày mà em không có cái biện pháp gì để hỗ trợ con, như vậy là em không sai nữa đó. Vậy thì bây giờ phải làm sao để vợ con với má hết sạch? Dạ, thì mình phải có người tư vấn cho mình. Con sẽ nhờ bác sĩ nhi khoa sẽ tư vấn cho chúng ta để chúng ta biết như thế nào là đúng và hợp lý nhất. Dạ, xin mời bác sĩ. Thưa bác sĩ, trong cái tiểu phẩm của chúng ta thì Quốc Bảo có thấy là nhân vật của chúng ta đề cập tới cái việc là không để trẻ biến ăn quá 7 ngày. Bác sĩ có thể chia sẻ là cái khoảng thời gian nào mà để trẻ biến ăn mà chúng ta có thể can thiệp một cách kịp thời nhất, an toàn nhất cho trẻ? Có những lúc
trẻ biếng ăn hoặc là nó ăn ít, hoặc là bữa ăn kéo dài quá lâu, hoặc là trẻ từ chối một loại thức ăn nào đó, thì thực sự là những người chăm sóc và cha mẹ rất là bối rối, rất là khó khăn, không biết phải như thế nào. Thế nhưng nếu cái tình trạng mà bé biếng ăn như vậy nó chỉ diễn ra một ngày, hai ngày thôi, thì thực sự là cái vấn đề nó không có quan trọng. Thế nhưng nếu cái tình trạng biếng ăn của bé nó kéo dài quá một tuần, là chúng ta nên đi tìm nguyên nhân và có những cái giải pháp để khắc phục, để giúp cho bé tăng trưởng và phát triển một cách bình thường. Thì nhân vật ở trong tiểu phẩm chúng ta vừa xem đó thì có nhắc đến là cái khoảng thời gian biếng ăn một tuần đó đúng là cái khoảng thời gian mà chúng ta nên tìm hiểu lý do tại sao trẻ biếng ăn. Thế thì nguyên nhân biếng ăn của trẻ nó có rất là nhiều. Có những cái nguyên nhân có thể trẻ biếng ăn trong cái giai đoạn mọc răng, hoặc là những cái giai đoạn mà trẻ qua những cái thay đổi về sinh lý, như là trẻ tập đi, trẻ tập nói cũng biếng ăn. Do là trẻ sẽ tập trung học một cái kỹ năng mới thôi. Nếu như trẻ biếng ăn sinh lý như vậy thì mình không nên quá lo lắng, và cũng đừng có nên tạo một cái áp lực cho trẻ, bởi vì như vậy thì nó phản kháng, không có một cái sự tương tác tốt trong cái bữa ăn. Mình biết là trẻ nhỏ cái sức đề kháng rất là kém, cho nên là trẻ rất hay mắc bệnh. Từ những cái đợt sốt siêu vi thông thường, hay là trẻ bị viêm họng, trẻ bị rối loạn tiêu hóa, thì những cái đợt bệnh như thế làm cho trẻ không muốn ăn. Và một cái nguyên nhân khác ép bé ăn đó là cái nguyên nhân biếng ăn do tâm lý. Vậy thì thưa bác sĩ, nếu như mà cái tình trạng biếng ăn của các bé kéo dài thì sẽ gây đến hậu quả gì ạ? Nếu mà kéo dài như thế thì trước tiên á, trẻ sẽ không có tăng cân. Sau một tuổi thì mỗi tháng bé phải tăng được từ 200g đến 300g mỗi một tháng. Đó là khối lượng trung bình. Nếu như mà tình trạng biếng ăn kéo dài, trẻ đứng cân sẽ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến cái sự phát triển chiều cao của bé. Bé có thể bị thấp còi so với lứa tuổi. Thứ hai, ảnh hưởng đến cái sự phát triển trí não của bé. Có những cái nghiên cứu với chứng cứ khoa học cho thấy rằng là chỉ số thông minh của trẻ sẽ thấp ở những bé mà có suy dinh dưỡng nặng. Ngoài ra, còn đề cập đến một cái chỉ số khác, đó là chỉ số cảm xúc. Thì những bé suy dinh dưỡng sẽ thụ động, thờ ơ, ít quan tâm đến môi trường. Cái vẻ mặt của bé nó cũng rất là buồn bã và nó cũng không có năng động. Nếu như biếng ăn kéo dài, dinh dưỡng kém, rồi thêm cái hệ miễn dịch của bé nó cũng chưa có được phát triển hoàn chỉnh, càng làm cho trẻ dễ mắc bệnh hơn. Và khi trẻ bệnh, trẻ lại càng biếng ăn. Nó thành một cái vòng luẩn quẩn và mình rất là khó giải quyết. Vậy thì thưa bác sĩ, ngay bây giờ chắc chắn là tất cả quý vị khán giả và đặc biệt là quý vị phụ huynh đang rất là muốn lắng nghe những giải pháp nào để có thể hỗ trợ cho các bé mình vượt qua cái tình trạng biếng ăn à? Nếu cái tình trạng biếng ăn của bé nó kéo dài quá một tuần, là chúng ta nên có những cái giải pháp để khắc phục. Khi mà trẻ biếng ăn như vậy đó, mục tiêu của mình là bé phải nhận được đủ cái lượng thực phẩm để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé phát triển. Thế thì làm sao mà mình chế biến những cái món ăn cho trẻ để cho trẻ đủ hấp dẫn? Món ăn nó phải nhiều màu sắc, dụng cụ đựng thức ăn cho bé như là những cái muỗng, những cái tô, những cái chén, nó cũng có những cái hình thù ngộ nghĩnh và những cái màu sắc bắt mắt khiến cho bé thấy thú vị hơn. Không chỉ là hình thức mà còn chất lượng. Thế thì trong mỗi một bữa ăn của bé như thế thì nên đủ 4 thành phần chất dinh dưỡng chính. 4 thành phần. Đó là chất bột đường, mình có thể cho bé ăn cháo hoặc ăn bột, ăn cơm. Thứ hai là các loại thực phẩm giàu đạm, thì có thể là từ trứng, từ thịt cá, tôm cua các loại. Thứ ba là rau xanh. Nhóm rau xanh sẽ cung cấp chất xơ và bổ sung vitamin. Và một nhóm nữa rất là cần thiết, đó là nhóm chất béo. Tỷ lệ thành phần các nhóm cũng phải ở mức cân đối. Món ăn cũng nên được đa dạng và phong phú. Nguyên tắc của dinh dưỡng là bé nên ăn nhiều các loại thực phẩm thì trẻ sẽ nhận được đa dạng chất dinh dưỡng. Một ý nữa cũng giúp cho trẻ cảm thấy bữa ăn vui vẻ hơn, đó là cho trẻ tham gia bữa ăn cùng với gia đình. Thế thì trong cái bữa ăn đó, trẻ sẽ được giao tiếp với người lớn, trẻ sẽ học được cái cách ăn từ gia đình, cũng như là trẻ sẽ dễ dàng tập được những cái món ăn mới. Những cái bữa ăn mà mình chế biến đầy đủ dinh dưỡng như vậy là rất cần thiết. Nhưng mà với trẻ biếng ăn thì thực sự là cái lượng thức ăn quá ít đi, cho nên là cái việc thiếu những cái vi chất dinh dưỡng là có thể xảy ra. Thì mình nên chọn một cái sản phẩm nào bổ sung để giúp trẻ lấy lại cái việc ăn ngon miệng, cũng như là hấp thu tiêu hóa tốt hơn. Nên chọn những sản phẩm thảo dược có 3 tác động toàn diện: kích thích ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa, giúp tăng tiết dịch vị, giúp tăng tiết dịch mật và bổ sung vitamin cũng như là khoáng chất. Những cái thành phần thảo dược được nhắc đến như là hạt cỏ kari,
hay là dịch chiết từ mầm lúa mì, dịch chiết từ phấn hoa, dịch chiết từ cây long đẫm vàng, dịch chiết từ cây century. Đó là những dịch chiết có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa cho bé, giúp trẻ hết biếng ăn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay. Và sau khi nghe tư vấn từ bác sĩ thì không biết những nhân vật của chúng ta sẽ hành động như thế nào. Xin mời tất cả quý vị khán giả quay trở lại tình huống của ngày hôm nay nhé. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn xong thì giờ má với em thấy sao? Thấy sai chứ sao? Thấy chưa? Để cho trẻ mà biếng ăn qua 7 ngày là cái lỗi, cái sai của phụ huynh. Dạ. Nghe. Là bởi vì sao? Nếu mà để biếng ăn 7 ngày thì ảnh hưởng sức khỏe của bé. Cho nên mình phải kịp thời bổ sung để bù vào cái năng lượng và các vi chất dinh dưỡng thiếu hụt của bé. Dạ. Để cho bé có thể phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Dạ, má nói hay quá, không khác gì chuyên gia. Nhưng mà má cũng đừng có ép bé Bi giống như hồi nãy nữa nha má. Dạ đúng rồi đó, với lại lỗi của em cũng nhiều. Tại vì con đang độ tuổi phát triển, mà coi cái chuyện con biếng ăn là chuyện bình thường như vậy là cũng không có đúng. Cho nên là mẹ xin lỗi con nha Bi. Mẹ hứa là mẹ sẽ không có thờ ơ với con nữa. Nhưng mà con phải nghe lời bà nội. Bà nội cũng đừng ép cháu ăn nha, đừng chạy vòng vòng nữa nha nội. Đây nội chạy nội cũng mệt lắm con biết không. Mỗi ngày nội chạy kiểu này nội cảm thấy nội muốn tụt máu. Nhưng mà nội cũng xin lỗi con ha. Nội ép ăn kiểu này hoài là nội cũng sai. Bây giờ là nội sẽ đổi thực đơn cho con ăn uống một cách hợp lý hơn, chứ không phải ép con như là mấy bữa trước nữa nha. Đúng rồi, chứ lại con á thì có một cái sản phẩm này nó phù hợp với bé Bi nhà mình đó. Đây con, sản phẩm gì vậy anh? Cho má với em coi. Đây là siro ăn ngon 3 tác động, có thành phần từ 100% thảo dược châu Âu, giúp ăn ngon tự nhiên, tiêu hóa hấp thu tốt, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho bé từ 6 tháng tuổi, mà cái vị thì ngọt khách, rất là dễ uống. Từ đây là coi như là cháu của má sẽ ăn ngon không còn biếng ăn nữa. Dạ đúng rồi, có sản phẩm này rồi mình sẽ không lo về cái chuyện ăn uống của bé Bi nữa. Dạ, với lại chuyên gia nói là có sản phẩm là tốt rồi, nhưng mà gia đình mình cũng phải quan tâm đến con trẻ đó. Đừng có thờ ơ, đừng có bỏ mặc trẻ. Mẹ xin lỗi con nha Bi. Xin lỗi nữa à? Thôi bà xin lỗi con nha Bi. Vâng ạ, rất là mừng khi mà những nhân vật của chúng ta trong tiểu phẩm tìm ra được đúng cách và đúng giải pháp để mà giúp cho bé hạn chế đi cái tình trạng biếng ăn à. Và một lần nữa thì Quốc Bảo thay mặt cho chương trình Bác sĩ Nhi Khoa xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Hoàng Thị Thanh Thủy. Nếu như tất cả quý vị khán giả có những thắc mắc nào cần được giải đáp về cách chăm sóc sức khỏe cho các bé thì xin mời tất cả quý vị hãy gọi về tổng đài của chương trình 1800 8070 để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp thưa quý vị. Và bên cạnh đó, chúng tôi xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay. Và đừng quên là khung giờ phát sóng của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa sẽ được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ Hoàng Thị Thanh Thủy xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở những tập tiếp theo của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Trời ơi con nói gì vậy kỳ cục vậy, ép đi mà ép. Cả tuần nay bé Bi nó biếng ăn, nó không chịu ăn. Tới bữa cơm ăn là bỏ bữa à. Mà đút cho nó muỗng ăn nào đấy hả là nó ngậm lại. Nó ngậm lại nó không chịu nhai nuốt nữa, chạy vòng nè. Là má thì được theo đút cơm nó ăn cho nó bấm chết nó bỏ à. Trời ơi con nít bỏ ăn mấy bữa có sao đâu.